Em chào đại ca. Thưa đại ca, em đã chọn hai bé này, đại ca xem có được không ạ? Tao thấy hai em này cũng được đấy. Dạ. Hai em cứ ở lại đây, tiền bạc không thành vấn đề. Anh có một thằng đàn em, nó ở lại đây vài hôm. Nhiệm vụ của hai em là gạch nối, hầu hạ nó chu đáo. Và nhớ, không rời nó nửa bước. Nó đi đâu, làm gì và nó điện cho ai, phải lắng nghe, xem nó nói cái gì. Dạ, sếp yên tâm. Trong nhân gian đầy ấy xa đoạn, tai ta nghe lời theo bóng ma. Thân ta mang tội lỗi chất thầm, tay ta gieo điều chuyện thương vong. Ta như trắng tay, những ký ức bỗng thức giật dây bỏ tắt ngay. Có đâu ngờ những ngông cuồng khiến ta thành loài thú trong chuồng. Dạ, em chào đại ca. Thưa đại ca, em đưa thằng em Hùng lên gặp anh ạ. Chào anh. Tao nghe thằng Tuấn nói mày cần mua đá à? Chủ yếu là nhập đá, mỗi lần lấy hàng tấn. Mày lấy nhiều thế để chạy đường à? Coi bộ mày coi cái chết và cái sống không quan trọng. Nếu em sợ chết, đã không đứng đây với anh. Mày mua nhiều như vậy, chắc là thị trường tiêu thụ của mày rất là rộng lớn. Chủ yếu là xuất đi nước ngoài, hàng ngon thì làm, chứ liều tiều vài cân thì thôi. Có tiền thì bao nhiêu mà chẳng có, nhưng giá cả thì nhập thế nào? Có giá làng cả rồi, nếu là hàng xịn, trên dưới 1 tỷ một cân. Mày còn nhập gì khác không? Chủ yếu nhập đá. Trắng thì sao? Xu hướng bây giờ là đá, dễ chơi, dễ phê. Nếu là hàng trắng, chủ yếu xuất sang Trung Quốc, vì bán trong nước rất chậm. Tao thì không có hàng, nhưng nếu mày cần, tao chỉ chỗ bán cho. Cái quan trọng là mối hàng phải ổn định và tin tưởng nhau thì làm. Khi nào mày lấy? Sớm thôi. Chuyến này mày định lấy bao nhiêu? Tầm 1 tạ. Khi nào thông cầu rồi tính tiếp. Mày lấy nhiều thế thì tao phải hỏi nhiều chỗ. Tạm thời mày cứ ở đây đi, khi nào có hàng tao sẽ báo. Tao nghe nói là mày biết võ à? Có một chút để phòng thân thôi.
Sao lúc trước bọn này đánh mày, mày không chơi lại? Lúc đấy bọn nó mặc đồ công an, còn mấy thằng này trang bị hàng nóng đầy đủ, chứ bọn này không phải đối thủ của em. Nếu vậy mày thử tao xem đi. Đại ca, thằng em nó mới lên còn hơi mệt, mình còn nhiều thời gian mà anh. Ừ, cũng được. Mày sắp xếp chỗ ở cho nó đi, kêu đàn em lo cho nó chu đáo. Vâng ạ. Chào anh. Dạ đại ca. Từ lúc này tụi mày giám sát camera 24/24 cho tao. Cử hai thằng lúc nào có túc trực máy, rõ chưa? Dạ vâng thưa đại ca.